đây là hoàng trọng thủy và anh tuấn cùng gửi đến quý khán thính giả phần tin tức ngày hôm nay chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của lữ đội sài gòn tv trên băng tầng 57.7 hệ thống galaxy 19. thứ sáu rồi tuấn ơi à, thứ sáu hôm nay là 11 tháng 12. tuấn có chuẩn bị ra cuối tuần chưa dạ vâng à, cuối tuần thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị plan đi, Hay, đi chơi vòng vòng nó mà... không có đi chơi vòng vòng đi làm việc <laughs> không tôi tưởng là tuấn biết chuyện đó chứ dạ không thưa anh à, ngày lễ giáng sinh của đài đó thì ngày hôm đó thì tuấn bận mà xíu oh no. công việc cho nên thành thử ra có lẽ là không à. có mặt vào ngày hôm đó được tuy nhiên thì và nhìn vào tháng 12 quá. và ngày 11 thì có lẽ là sắp gần hết năm rồi yeah. tự nhiên thấy phải chia tay năm 2015 vâng. thấy sao mà tiếc nuối quá thưa anh hôm nay chính vì thế mà cái sự tiếc nuối của anh Tuấn cũng như là anh Tuấn sẽ không có mặt vào tối tui, chiều thứ bảy phải không hay ừ. giờ chúng cũng không có cho nên sáng nay chúng tôi chụp một bức hình kỷ niệm với Tuấn để nhớ thời gian trên bàn làm việc và đây là bức hình kỷ niệm hai anh em chụp với nhau thưa quý vị nha yeah. à, đây là bức hình uh, selfie bình thường nhưng mà chúng tôi không biết vì lý do nào trong cái máy của Tuấn đó nó bật sang một cái nút thì uh, tự nhiên thưa quý vị uh, thấy một cái uh, bức hình nha yeah. hình như uh, cái máy Tuấn nó có một cái app rất hay vào nó biến uh, chúng ta thành uh, hai hoàng tử Ả Rập yeah. Yeah thưa quý vị bây giờ thì khắp nơi trên trang mạng xã hội đó thưa à. anh thì tất cả <laughs> mọi người đều dùng một cái app gọi là Makeup plus. Tức make -up là thay vì, up plus tức là thay vì tức là thay vì chúng ta dùng để make up trong cái chuyện mà make up bằng phấn bằng son đó ừ. thì bây giờ mình chỉ cần lên trên cái app này và bấm một nút và nó sẽ tự make up cho mình thưa anh thưa quý vị một trong những cái hình mà chúng tôi thường thấy các cô đó không biết tại sao ở ngoài các cô thấy mụn mụn rồi tóc thì mọi thứ hết mà bất chợt nhìn lên thấy hôm đó cái cô để cái hình lên Facebook quá đẹp đi yeah. thì có phải là sử dụng cái app đó hay không? Dạ vâng bởi vậy nên uh, um, cộng đồng mạng xã hội đó thường yeah. có một câu đó uh, của các anh chàng nói với các cô nàng đó là chúng tôi chỉ cần các cô đẹp bằng một phần mười những tấm ảnh yeah. các cô chụp lên là đủ rồi. quý vị nhìn thấy khuôn mặt của Tuấn đó, nó gần hơn mặt của tôi cho nên đôi mắt của Tuấn rất là lung linh long lanh. <laughs> Yeah. ha quá đẹp đi vâng ừ, nhưng, nhưng mà hình như em chụp lên em có râu quai nón nữa thưa anh thì em giống ả rập phải không anh không cả hai chúng ta đều giống Ả Rập thì cái bộ râu này đâu là hoàng tử Ả Rập thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay à, thời tiết diễn biến đây là hình ảnh ở Phước Lộc Thọ và đứng trên lầu chúng tôi quay được xa xa là thấy đã nắng rồi và ngay trong lúc này thì nắng đã dạng người có yeah, à, đẹp quá. Tuấn thấy tuấn thấy cái cái tia nắng nó chiếu chiếu từ xa xa đẹp. không Cái này là à. anh anh Thủy đón bình minh Yeah tại đây là hướng đông, đông nam. Dạ. Yeah. Có một điểm đó, à, Tuấn và Thư quý khán giả, một điểm chúng tôi cảm thấy đó, rõ ràng là cái ánh hướng dương nó mang lại cái energy, cái năng lượng cho chúng ta. Yeah. Khi mà trời nắng, à, bu buổi sáng sớm đó, chúng tôi đứng khoảng chừng 2 phút, yeah. đứng ngay trước đó thôi, ngay trước cửa của lưới Sài Gòn TV. Yeah. Tôi cứ đứng đó, đứng im, nhắm mắt lại và để cho ánh nắng nó chiếu ấm, thứ nhất là ấm người, yeah. thứ hai là hưởng lấy những cái năng lực mình phiêu được phải không phiêu được phiêu được phiêu được thấy tự nhiên người nó nóng lên tại vì <laughs> nắng mà bởi <laughs> vậy nên buổi sáng đó thưa anh mặc dù ở tại hoa kỳ nhưng mà thấy có rất nhiều uh, các cô các bác các chú đó chạy bộ <laughs> trời lạnh bao nhiêu thì lạnh nhưng mà vẫn cứ chạy một bộ một trong những điểm quý vị nên làm buổi sáng à, chúng tôi thường hay làm khi có nắng là chịu khó đứng chỉ có cần một hai phút thôi nữa để quý vị đón ánh nắng vào trong người mình nhưng mà sáng hôm nay thì sáng sớm không có ánh nắng gì cả có tí là nói thời tiết ngày hôm nay như thế nào hả à, anh tuấn dạ vâng rất là ấm áp thưa quý vị ừ. à, nhiệt độ bây giờ ngay tại quận cam 59 độ mà thôi có lẽ là hơi à, rất rất là ấm ấm áp với tuấn nhưng mà rất nhiều với nhiều người rất là lạnh <laughs> dạ. dạ vâng và <laughs> đi ra ngoài trời đó thưa quý vị thì quý vị sẽ thấy vừa có chút xíu nắng mà vừa có chút xíu mây mù nhiệt độ thấp nhất vào tối ngày hôm nay là 44 độ mà thôi. Ừ, dạ. Ồ xuống à, cuối bốn rồi. Hôm qua thì năm mươi năm mươi hai. Dạ hôm qua yeah. thì ấm ấm hơn mọi khi nhưng mà ngày tối nay đó thì lạnh hơn. Còn chương trình ấm áp của Little Saigon Sài Gòn TV thì như thế nào? Ngày mai ngày. thưa anh thì thì coi như trời nắng đẹp nắng tuyệt đẹp luôn và nhiệt độ vào ngày mai đó khoảng từ 67 cho tới 70 độ mà thôi cái nhiệt độ này đó là nó đủ để mà anh khoác một cái áo để vào thì tự nhiên anh, anh cảm thấy nó rất là là mát mẻ chứ không phải là lạnh nữa nên ngày mai hai giờ uh -huh. chiều mời quý vị đến tham gia cùng với Leader Sài Gòn TV với chương trình niềm vui mùa Giáng sinh. Và tình hình tài chính ngày hôm nay, thưa quý vị, à, buổi sáng hôm nay mọi người đều thất vọng bởi vì nhìn thấy giá dầu lại tiếp tục xuống nữa. Giá dầu xuống gần 1 đô la hôm nay còn có 35 đồng 90 sen thôi. Mà cách đây một tuần thì giá dầu còn vượt trên ngưỡng cửa 40 đô la. Trong một tuần lễ mất đi gần 5 đô la thưa quý vị. Và cái chuyện mất giá này đó đã khiến cho cả thị trường kinh tế trên toàn thế giới bị ảnh hưởng theo. Dow Jones xuống 215 điểm. 17.358 mà thôi Như vậy là chỉ trong vài tuần lễ qua Dow Jones mất gần 700 điểm Có lúc lên được gần 18.000 Bây giờ còn có 17.300 mà thôi S&P 500 cũng rớt theo 26 điểm còn 2025 Nasdaq cũng thế xuống tới 68 điểm thưa quý vị. Trong khi đó giá vàng quý vị nhìn thấy lên được chút đỉnh. Ngày hôm qua thì xuống nhưng mà hôm nay lại lên lại. Nhưng mà giá vàng vẫn còn thấp ở mức là 1074 đồng 90 sen à, trao đổi tại thị trường à, hoán đổi tiền tệ thì đồng đô la hôm nay giảm chút đỉnh. Đồng đô la giảm so với đồng euro nếu quý vị nếu mà sang châu Âu đó thì lấy à, một đồng 9 sen mới đổi lấy được 1 euro. Tuy nhiên những người mà cầm euro vào Mỹ đó thì họ có thể chỉ đổi được khoảng 1 đồng ngang hoặc là một đồng vài sen mà thôi. Đó là tình hình ngày hôm nay. À, phân lời 10 năm thì xuống chút đỉnh 06 ở mức 2.17% một thêm mà bản tin nữa cũng à, gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính đó là việc sát nhập giữa công ty Dupont và Dow Chemical tất cả những ai mà vào trong Home Depot quý vị đi mua những cái sản phẩm là chẳng hạn như là phân bón tưới cây um, rồi tất uh, tất cả các loại gì mà sử dụng trong ngành nông nghiệp á yeah. là đều do hãng Dupont và Dow Chemical và thậm chí sơn nhà sơn cửa những cái hóa chất tất yeah. cả những cái hóa chất mà quý vị vào Home Depot đều thấy đó là từ Dupont với Dow Chemical mà ra. hai đại công ty ngày hôm nay sát nhập và lẽ đương nhiên cái tính trình sát nhập này vẫn còn phải chờ đợi à, cơ quan giám sát chứng khoán à, cơ quan giám sát những cái việc sát nhập của chính phủ Hoa Kỳ và đồng thời được phải được do các cổ đông cổ đông là nắm cái cổ phiếu đó phải chuẩn thuận nữa như vậy thì thưa anh như vậy thì hai công ty có lẽ là môi với một cái giá trị vô hóa tới 130 tỷ thì liệu yeah. có cái việc độc quyền ở đây không thể? không có độc quyền đó là lý do mà tại sao yeah. mỗi khi mà họ muốn sát nhập họ phải theo dõi xem cái chuyện sát nhập của họ có khả thi hay không yeah. thì cái chuyện này đối với những vị chủ nhân thì họ thấy khả thi nhưng mà còn chuyện đối với chứng lẽ đương nhiên ở ngoài thị trường vẫn còn nhiều công ty lắm yeah. nhưng mà hai công ty lớn nhất nước mỹ là dupont và dow chemical yeah. và vì thế một phần cái vấn đề quan tâm về chuyện độc quyền của tuấn đưa ra cũng rất là quan trọng nhưng mà tương tự như là att verizon hoặc là T-Mobile trước đây cũng quan tâm đó nghĩa là cái việc sát nhập lại đó nghĩa là miễn làm sao ở ngoài thị trường hoa kỳ bây giờ đó chỉ có hai công ty này sát nhập và có thể cạnh tranh chung với các đại công ty khác. Yeah. Còn nếu mà họ sát nhập để mà họ chiếm lĩnh thị trường thì khi yeah. điều đó cơ quan giám sát mà sẽ không cho phép. Yeah. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo và một cái bản tin rất quan trọng ngày hôm nay liên quan đến tình hình chiến tranh Syria. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi.